Hôm nay làm rẫy nhà bà Tám xa lắm, sao con về sớm vậy? Con giỏi quá. Má có mua cho con cái bánh tiêu nè. Đã quá, cảm ơn má. Má uống miếng nước cho khỏe đi má. Làm khoáng công, con nhổ xong cái con xin bà Tám cho con đi mót khoai cũng được nhiều lắm má coi nè má. Con à, đường xa quá mà sao con bưng chi mà nặng dữ vậy, mệt không con? Con có sao đâu, con khỏe mà. Con mót được khoai con vui lắm má. Con tính là xắt cái mớ khoai này nè, cái con phơi khô rồi cái con bỏ vô cơm nấu má ăn nha. Má thiệt tệ, có mình con à mà cũng không có lo cho con được, để con cực khổ như vậy đó. Má, má đừng có nói như vậy, con đâu có thấy cực khổ gì đâu, con thấy bình thường mà. Xíu à. Dạ. Má không có tiền lo cho con ăn học, rồi lại không có tiền lo cuộc sống đầy đủ cho con, mà còn phải để con á đi làm lo cho má nữa. Con có trách má không xíu? Dạ đâu có. Sao con dám trách má? Con cũng học xong lớp 9, cũng có bằng cấp 2 rồi. Má thấy không, nhiều đứa trong xóm mình à, chỉ mới học tới lớp 3, lớp 4 à là nghỉ mất tiêu rồi. Ủa, dì xíu. Chính à, chị Chính. Chào chị. Chợ chị, hôm nay chị cũng đi bán hả? Mới đi bán về. Ủa, mà sao mang trái cây qua nhiều quá vậy nè? Trời ơi, tôi nói tôi đem ít trái cây qua đây để biếu hai mẹ con. Với em cảm ơn con xíu, bữa hôm mà em bệnh nó đưa em đi chạm xá chị. Dạ có gì đâu, cảm ơn con nghe. Con mời dì uống nước. Trời ơi, lối xóm giúp đỡ nhau, chuyện đó là bình thường mà chị. Sao mà chị khách sáo quá. Sao dì Chính nhìn con dữ vậy? Dì Chính nói mày nghe nè, bay đẹp vậy nè mà bay sống quanh quẩn cái xóm này, Chính thấy uổng thiệt á. Con thấy bình thường mà, con ở đây quen rồi. Chính á, thương con như con của Chính, Chính mới nói á nha. Tao thấy bay á làm lụn vất vả nè, gian nắng gian mưa, bay làm cực cái thân bay, Chính thấy tội quá à. Mà hả, làm được có vài đồng hả, Chính thương bay quá à con ơi. Dạ con thấy bình thường mà, trong xóm ai cũng vậy mà, con đi làm thuê làm mướn quen rồi. Chính có quen biết một vài người ở trên Sài Gòn á, người ta đang mở quán bán cà phê, con có chịu đi làm không? Chính giới thiệu cho đi làm, tháng cũng được vài triệu á con. Dạ thôi, con không quen đi xa đâu. Với lại Chính thấy rồi đó, má con sức khỏe không được tốt, con không bỏ má con ở đây một mình đâu. Đó đó đó, chính cái chỗ mà con thương má của con á thì con phải lên trên đó làm, rồi kiếm tiền gửi về mà nuôi má. Má con khỏi phải đi bán đi buôn vì vé số cực khổ không? Đó, Chính nói vậy đúng không? Đúng không chị? Chị thấy làm sao? Được không? Trời ơi, em thấy hoàn cảnh của chị á, em tội nghiệp, cho nên em thương lắm. Bởi vậy á, chị đồng ý cho cháu nó đi làm đi, để mà còn phụ gia đình nữa, cho chị đỡ cực cái tấm thân. Dì Chính, dì Chính để cho con với má con suy nghĩ thêm vài ngày nữa đi. Có gì con báo dì Chính hay. Thôi bây giờ á, hai má con á suy nghĩ rồi bàn tính nghe không? Nếu mà coi như lúc nào mà con thấy được á, cứ báo cho dì Chính biết nha. Dạ, con cảm ơn dì Chính. Thôi dì Chính về nghe. Dạ. Không? Em về nghe chị. Dạ, chị dì Chính về. Thank you.
gì vậy con? Má ơi, má cho con lên Sài Gòn bán cà phê nha má. Dì Chính nói với con là lương một tháng tới 3 triệu lận, người ta bao ăn bao ở nữa. Má cho con đi nha. Con còn nhỏ quá à, má không yên tâm cho con đi xa đâu. Ra đời á nhiều cạm bẫy lắm, con chưa đủ sức mà chống chọi đâu. Không sao đâu mà má. Má, con 17 tuổi rồi, con lớn rồi, con đâu còn nhỏ nữa đâu. Với lại bưng bê cà phê cũng dễ với con mà. Cái đó là người ta nói vậy thôi, chứ biết có đúng vậy không. Rồi rủi rồi lỡ ở trển con có bị gì sao má sống nổi. Má yên tâm đi, hư hay không á là do con nè. Với lại con bán cà phê chứ con đâu có làm gì khác đâu. Má đừng có lo nha. Con lên trển, con đi làm được nhiều tiền, con gửi về cho má. Má đừng có đi bán vé số nữa. Hồi trưa này con thấy má xỉu, con lo lắm. Nha má. Thôi được, để má suy nghĩ lại coi sao đã. Thôi ngủ đi con. Dạ, má ngủ đi. Ừ. Dạ thưa ba, con đi học. Chừng nào con thi tốt nghiệp vậy con? Dạ khoảng 2 tháng nữa ba. Rồi con định thi vô ngành nào vậy? Dạ con thi sư phạm, con thích làm cô giáo. Nghề này phù hợp với con đó, ráng thi nghe chưa. Dạ dạ thôi con đi học nha ba. Ừ. Gì vậy? Sao? Tới đây đùa không? Ở đâu? Chuyện chỗ cũ. Có đồ gì không? Mày muốn đồ gì? Một chầu vũ trường tối nay. Sao vậy? Ok, chơi mày luôn. Được rồi, chơi luôn, đi. Lẹ lẹ đi, xe người ta chờ ở ngoài kìa. Con đi nha má. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe xíu. Nếu mà thấy làm được thì làm, còn con không làm được thì về với má nha con. Dạ con biết rồi. Má đừng có lo cho con. Má nhớ giữ gìn sức khỏe nha má. Ừ. Tôi đã ứng trước cho chị 1 tháng lương rồi đó. Ở chỗ này tôi quen biết nên uy tín lắm. Chị đừng có lo gì cho con xíu hết trơn á. Con đi nha má. Má không muốn con đi chút nào hết. Hay là con đừng đi nghe xíu. Má trả tiền lại cho dì Chính nha. Đâu có được đâu má. Con đi làm, rồi có gì con xin nghỉ con về thăm má sao nha. Con sẽ về thăm má mà. Thôi đi 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 đi. Ở đây với Sài Gòn có bao nhiêu xa đâu. Cỡ 2-3 tháng nó về nó thăm chị. Con có sao không? Có ai biết, ai nói cho tôi biết ở đây là đâu không? Đây là Động Thiên Đường. Động Thiên Đường? Động Thiên Đường là gì? Là nơi mà tụi tôi phải tiếp khách mỗi ngày đó. Nếu mà ai chống cự rồi không chịu tiếp khách thì sẽ bị ăn đòn mềm xương đó. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi con. Làm ơn đi, thả tôi ra.
Thôi ngủ đi, không sao đâu. Ngủ tiếp đi, không sao đâu. Đừng có mệt đây. Ngủ đi, ngủ đi. Ờ. Nè, ngủ đi. Thôi ngủ đi, không sao đâu. Gì vậy?
Mày làm ơn có thể đứng yên một chỗ giùm tao được không Khương? Nhức mắt quá. Nè, hai đứa mày có chắc là Trúc Trà đi đường này về không? Sao không chắc được? Tao với thằng Bình là hai thằng bốn con mắt, thấy nó đi vô cái đường này nè, nên tao mới kêu mày tìm cách chặn đầu nó đó. Sao bây giờ chưa thấy tới nữa? Thì tao cũng như mày thôi, sao biết được. Ê, 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 tới rồi. Nó tới rồi. Vô. Người đẹp đi đâu vậy người đẹp? Mà anh tránh ra cho tôi đi về đi. Đạp xe đạp mà về tới nhà là mỏi chân lắm. Để xe đạp đây đi, lên xe Jeep anh đậu đằng kia. Anh đề máy. Đúng rồi. Anh chở em đi uống cà phê, đi ăn kem, ra thị trấn coi cinema tối về hén. Đúng rồi. Mà anh tránh ra cho tôi đi về có được không? À, về hả? Về đi. Về đi. Về đi. Không về rồi, người ta hết muốn về rồi, không được. Không thả ra tôi la lên bây giờ á. La đi. Cú cái đầu mày. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Lấy xe Trúc Trà, bỏ lên xe Jeep để tao đưa Trà về. Nhanh lên. Đi đây. Mày đó. Mày đi đây. Mày đi. Cút tao vô. La. Ở đây có ai đâu mà la. Trời ơi. Con cá. Mày làm gì con cá tao hả? Con cá. Trời ơi, giữ được kệ ổng chứ làm gì phải sợ ổng. Ổng không mua trà của mình mà đi bán cho khác. Ủa sao con đi học về mà đi ngang qua đây chi vậy? Sao không về nhà? Tại vì con muốn chờ ba về đi chung với con. Cũng may là ba đi lấy mấy bao trà đó, nên đi ngang qua đây gặp con á. Chứ không thôi là mệt với cái đám yêu quỷ này nè. Thôi đi về. Dạ, chào đại ca. Lâu quá không thấy ông chủ qua đây chơi. Dạo này mần ăn khó khăn, chứ đâu có dư tiền mà qua hoài. Ông chủ cứ xạo hoài. Còn xíu đâu? Tới lần nào á, ông chủ cũng hổ xíu không à. Biết bao nhiêu con mà ông chủ không mê, lại đi mê con nhỏ đó. Mình dây. Đúng cái gu ngộ thích nên ngủ khoai. Tụi bay đâu? Biểu coi. Dạ. Dạ. Mày vô cái con xíu á, chuẩn bị sạch sẽ đi. Dạ. Để đón tiếp ông chủ. Dạ đại ca. Đi đi. Dạ. Dạ cảm ơn ông chủ. À, ông chủ à, để em nói ông chủ nghe. Khoái rồi phải không? Cùng đây cũng gặp mọi hoài à. Không cần đâu, kêu xíu tiếp đi. À, dạ dạ, à, mời ông chủ. Vậy mới được dạ, chứ. À, mời ông chủ. À, đi đi. Dạ dạ, thứ này. Chào em yêu. Sao thần sắc của em lúc nào cũng nhợt nhạt vậy? Lại đây em thương. Hôm nay tôi mệt quá. Đổi người tiếp ông được không?
Em có biết không, Ngộ rất là thích em. Nếu như ông đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ là của ông. Vậy tiếp khách rồi. Anh ơi, hôm qua giờ em tiếp khách quá trời, sáng giờ em cũng tiếp khách quá trời, em mệt rã người. Em sợ không đủ sức khỏe, em xỉu á. Đi mày. Đi. Chào anh. Rồi, dạ, cảm ơn anh. Đứa nào thường tiếp ông A Quẩy? Dạ em. Thôi, mày tiếp hoài à. Hôm nay mày nghỉ một bữa đi. Tiến, tra tiếp ông A Quẩy. Anh ơi, hôm nay em mệt quá, anh cho em nghỉ ngày hôm nay nha. Hôm nay chị Tuyết chỉ mệt, cho em đi thế chị nha. Sao hôm nay mày nhiệt tình quá vậy? À, hay là ông A Quẩy cho mày tiền rồi mày giấu riêng đúng không? Dạ. Đưa đây. Dạ, dạ không có, em không có tiền thiệt mà, em không có tiền đâu. Dạ, tại vì chị Tuyết chỉ bệnh mà em lại là khách mối của A Quẩy, nên cho em đi thế nha. Mày tốt quá ha. Đi đi mày. Dạ. Đi lên mày. Đưa tôi đi hả? Ừ.
Em vô đây. Chào mấy anh em. Giới thiệu với mấy anh em, đây là Xíu, vợ của anh. Em đừng có sợ. Cái này á, là nhà của anh. Em về đây em làm vợ lẽ của anh á. Cái nhà này là của em, em đừng có sợ gì hết. Thấy không? Còn đây là mấy anh em của anh không à, anh em ruột đó. Em đừng có sợ ha. Em của anh thì cũng là em của em, hiểu không? Chào mọi người đi. Rồi, vậy ha. Em ơi, lên lầu. Nè, em nhìn đi. Đây là phòng của em. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em. Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghĩ mệt đi rồi tắm. Đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không. Tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Dậy. Dậy đi. Có chuyện gì vậy ông? Dậy đi, xuống nhà có việc. Lẹ lên. Đây. Dạ anh hai uống nước. À. Gia đình tôi á, có ba anh em ở chung trong nhà. Kể từ bây giờ, cô á, là người ở cho cái gia đình này, phục vụ cho ba anh em tôi. Rồi nấu cơm nè, lau nhà, giặt đồ cho tất cả mọi người. Biết không? Biết không? Dạ. Mà tôi nói nè, ở đây á, ở cái vùng này á, cô không có được đi ra ngoài, cô biết chưa?
con đi ra ngoài mà không có giấy tờ là ông quản là bị bắt ở tù đó. Tôi nói cho biết vậy đó, nghe chưa? Dạ. Rồi giờ thấy gì không? Thấy cái gì không? Dạ thấy. Thấy thì làm đi, đợi gì nữa. Ủa làm gì mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Sao không xuống dưới làm việc nhà đi? Cơm nước gì nấu chưa? Tôi bị hai người em của ông cưỡng hiếp. Cũng chuyện bình thường thôi mà. Trước kia đó cô cũng từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Bây giờ cho mấy anh em tôi hưởng thụ chút cũng đâu có sao đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông ngứa là cưới tôi về làm vợ lẽ. Ông phải bảo vệ tôi chứ. Không có nói gì nhiều hết á. Đi xuống dưới làm việc. Tao đã mất bao nhiêu tiền mới đem mày về đây được thì mày phải làm việc cho tao, biết chưa? Đi xuống dưới làm việc. Vô. Vô. À, vô. Vô. Vô vẻ nha. À. Đã thiệt. Áo ơi, gấp mồi, gấp mồi. Dạ dạ. Gấp mồi ơi. Trời ơi, mồi gì mà kỳ cục vậy? Xíu đâu? Xíu đâu? Dạ. Đem thêm mồi lên.
À, gấp đi, mồi đang lên. Ừ, được rồi, để tôi tự nhiên. À, mày làm gì mà nhìn vợ tao dữ à? Hả? À, mày muốn ngủ với vợ tao à? Nó giỡn chơi hoài mày. À, tao nói thiệt. Mày thích thì tao cho mày ngủ với vợ tao, cho mày xài ké luôn. Không hối hận nghe. À, không hối hận. Quân tử, nhất ngôn. Vô vô. À, vô đây, vô đây, vô đây. À, vô. À, vô đây. Vô. À. À. Siêu à. Siêu. Dạ. Con mồi không đem lên đi. À, đứng lại. Đi đâu à? Ngồi xuống đây biểu à. Đứng đó làm gì? Kêu mày đứng ở đây hả? Đi qua đây cho tao. Ngồi xuống đây. Ngồi sát cho. Ngồi vô. Nè, mày cầm ly này. Ê? Mày mời bạn của tao đi. Ê? Cầm lên. Vô. Em không uống được đâu. Mà uống đi. Mời lẽ uống lên. Đi. Mà uống đi. Nè. Ê. Uống đi. Uống đi. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên đi. Chàng lên. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Điểm đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bà có phải là người nhà của anh Võ Hiếu không? Dạ, chào chú. Mời bà qua đây ngồi. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú, thằng Hiếu con tôi, nó phạm tội gì? Đêm qua nghe điện thoại là tôi vội vàng bắt xe lên đây liền. Anh Võ Hiếu phạm tội đua xe, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Đây là lần cuối cùng chúng tôi cho gia đình đứng ra bảo lãnh cậu ấy. Nếu còn tái phạm, chúng tôi buộc phải tạm giam và đưa ra xét xử. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Về nhà tôi sẽ dạy cháu lại. Ngoài những biện pháp răn đe, cải tạo không giam giữ đối với những thành phần thanh niên có chiều hướng hư hỏng. Dạ. Thì quan trọng nhất, gia đình phải có biện pháp giáo dục con em mình tốt hơn. Dạ, tôi biết. Nhưng vì hoàn cảnh mẹ một nơi con một ngã, nó học xong đại học thì nhất quyết không chịu về quê, đòi ở lại Sài Gòn để làm việc. Vì vậy, thời gian gần gũi con tôi rất là ít, cho nên tôi không quản được nó. Mời bà ký vào đây. Dạ. Cậu vào đưa cậu Võ Hiếu ra đây. Dạ. Tôi thấy nhân thân cậu ta rất tốt, cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng sao cậu ấy lại rơi vào những tệ nạn này? Đua xe, nhậu nhẹt rồi đánh nhau nữa. Tụi trẻ bây giờ háo thắng, đua đòi với bạn bè mới hư hỏng như vậy. Tôi xin hứa với chú, tôi sẽ cố gắng khuyên nó tránh xa đám bạn này. Má, bây giờ mẹ cậu bảo lãnh cậu ra. Nhưng tôi nói với bà rồi, nếu như cậu còn tái phạm lần nữa, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu. Biết chưa? Dạ. Tôi cảm ơn chú đã cho con tôi cơ hội. Xin phép cho tôi đưa cháu về. Được rồi, bà có thể về. Dạ, cảm ơn chú. Chào bà. Thôi, tôi về đi. Dạ. Thank you.
Trời đất ơi, sao vậy nè? Trời ơi, ở đâu ra mấy cái này vậy con? Sao mà... Thì của bạn gái con. Trời đất ơi, con đem con gái vô nhà ở luôn. Má cổ hủ quá má ơi. Giờ trai gái tụi con sống chung với nhau chuyện bình thường có gì đâu. Trời đất ơi. Em. Ủa, ai vậy anh? Tôi là mẹ đẻ của thằng này nè. Trời ơi, con gái nhà ai mà táo tợn như vậy? Chưa cưới chưa hỏi mà dám tới đây ở với con trai của tôi. Dạ con chào bác. Hết nói rồi. Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức. Khoan đã. Đây nè. Chú cho tôi hỏi ra chợ Bến Thành đi đường nào chú? À con đi đường này nè, trái xíu gặp đèn đỏ, không phải đi cái chợ đó. Dạ. Đi đi không biết hỏi tiếp ta chỉ cho. Dạ. À, đi cẩn thận những túi à. Dạ cảm ơn chú. À. Chị ơi, dạ ăn miếng cháo đi chị. Chị ơi, chị à, con xíu nhà tôi nó đâu rồi hả chị? Làm sao tôi biết chị, không chừng bà Chính bán nó qua Trung Quốc rồi. Bà Chính giờ bà trốn đi đâu mất rồi. Tôi biết bà ở đâu mà tìm. Tôi đi bán vé số khắp Sài Gòn là để tìm con. Mà 2 năm rồi tôi không tìm thấy được nó. Nhưng mà chị phải ráng ăn để lấy lại sức khỏe, chờ ngày nó về còn gặp nó nữa chứ. Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải ăn để chờ con xíu nó về. Ừ, ăn đi.
Như có người bên kia. Vụ ngó thử coi. Cô ơi, cô ơi, cô em về đi. Xíu nó về, nói với nó tôi đã đi tìm nó. Má ơi, má ơi. Kìa, con xíu nó về kìa. Má ơi, con, má ơi, con về với má rồi nè má. May quá con đã về kịp. Con về với má rồi nè má. Xíu. Dạ. Sao con tàn tạ quá vậy? Sao con bỏ má đi lâu quá vậy? Má ơi, con bị người ta bán sang Trung Quốc.
Lẽ ra là con chết rồi, nhưng mà con chạy trốn được. Con về với má rồi nè má. Tội nghiệp cho con gái tôi. Siêu à. Dạ. Má chỉ sợ má không qua khỏi. Má ơi, má ơi, má đừng nói vậy mà má. Má ơi, má phải sống với con chứ má. Má ơi. Con nghe má nói nè. Dạ. Má có sự thật này muốn nói cho con biết. Dạ. Má không phải là má ruột của con. Má, sao má nói như vậy? Tại sao má không phải là má ruột của con chứ? Con cầm cái này đi. Con giữ nó cẩn thận. Đây là kỷ vật của con, kỷ vật duy nhất mà má đã gặp con trên đường. Ngoan đi con. Nè, mày làm gì mày đứng đây? Tôi đi bán, không thấy tôi đi bán hả? Có tiền đưa tao mua rượu uống coi. Từ sáng tới giờ bán không có được, còn cả đống này ông thấy hả? À? Ông chờ tôi chút xíu nữa đi. Mày không đưa tiền tao hết, tao giết chết mày. Mày đưa tiền đây. Con đói bụng rồi phải không? À, bú sữa nha. Đây nè. Ngoan đi con. Bú đi. Xôi, ô nín đi con. Thôi nè, để má ẵm con đi ha. Ẵm con đi nha. Con ngoan nha. Vậy là má đã đưa con về quê. Coi như là ông trời đã cho má một đứa con để hữu hỷ sớm hôm. Vậy mà má đã không lo được cho con. Má, dù má không phải là má ruột của con, nhưng mà con vẫn thương má. Má ơi, má đừng có bỏ con mà má. Con thương má nhiều lắm. Má đã giữ kỷ vật này thật là cẩn thận. Bây giờ con cầm lấy, có thể ba má con sẽ nhận ra con. Nhờ kỷ vật này, con hãy đi, đi tìm họ. Má ơi, má ơi, má sao vậy má? Má ơi, má ơi, má đừng làm con sợ mà má. Má ơi. Sẽ lên Sài Gòn để kiếm sống. Khi nào con có thật nhiều tiền, con sẽ xây cho má một ngôi mộ đàng hoàng. Má phù hộ cho con tìm được ba má ruột của con nha má. Thank you.
Hiền gớm, lavabo gì mà dơ vậy? Mày dọn nhanh đi. Chờ tôi một chút. Tao nói là mày dọn chỗ này đi, để cho tụi tao còn mách khắp nữa. Tôi đã nói là chờ tôi một chút, tôi đang làm dở tay mà. Hả? Tao nói mày làm là mày phải làm liền. Thôi đi chị. Chờ gì hả mày? Mày nên nhớ, mày chỉ là một con chà toilet ở đây, không có quyền lên tiếng với tao. Thôi mà chị Châu, người ta mới vô làm có biết cái gì đâu. Tụi tôi cần chỗ sạch sẽ để trang điểm, chị cố gắng làm để khỏi bị la. Ê, khách khứa đàn đông, bu vô đây làm cái gì vậy hả? Dạ, tụi con chỉ vô đây chỉnh trang thôi mà má. Nhưng mà má nhìn kìa, dơ quá trời à. Mà con kêu con quỷ cái này nè, nó dọn mà nó không chịu dọn gì hết trơn á. Rồi mày kiếm chuyện đánh nó, có đúng không? Dạ đâu có đâu má, thì con chỉ dạy cho nó một bài học thôi mà. Ê, con kia, ở đây chỉ có một mình tao có quyền dạy dỗ mọi người thôi, mày biết chưa? Hả? Hay mày tính ngồi lên là má tao? Dạ, con đâu có dám đâu má. Ra ngoài hết cho tao. Dạ. Dạ. Nhanh lên, ra. Để má coi coi. Trời, mấy con quỷ này, nó đánh con có đau không? Má nói với con rồi, sao con không chịu nghe lời má gì hết trơn vậy? Con nhìn đi, tụi nó kìa, con có thua gì tụi nó đâu. Con lên đồ còn tươi hơn tụi nó nhiều. Má nói thiệt nha, bây giờ con chỉ cần lên đồ ra ngoài đó tiếp khách cho má thôi, vừa nhiều tiền nè, mà má còn bảo vệ cho con được. Mà tuyệt đối không có đứa nào dám đụng tới con hết. Con không làm đâu má. Con thà chùi rửa toilet kiếm tiền sống qua ngày, con không làm như họ. Con không muốn tiếp khách. Con gái, má thương con, má muốn con có cuộc sống tốt hơn. Con nghĩ đi, con làm ở đây gần một năm rồi, lương thì rẻ bèo, có được gì đâu. Mà còn bị tụi nó ức hiếp nữa. Mà đâu phải lần đầu tiên tụi nó ức hiếp con đâu, đúng không? Dài ba bữa là tụi nó kiếm chuyện với con hả? Con nghĩ lại đi, con vừa đẹp vừa giỏi vậy nè, mà sao con lại chịu thiệt thòi như vậy, đúng không? Thôi, đóng tiền nhà đi, đừng có kiếm chuyện nữa. Cho em vài ngày, em hết bệnh rồi em chạy đi mượn nợ đóng tiền cho chị nha. Nhưng mà không quá 3 ngày, nếu không có thì cuốn gói dọn đi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Con sẽ làm, nhưng với một điều kiện. Không những là một điều, mà 10 điều má cũng ưu tiên cho con hết. Con nói đi. Nói đi con. Con bán nghề, chứ không bán thân. Được rồi, má không ép con, cho tới khi nào con tình nguyện nha. Nè, con giữ đi, để ngày mai ra chợ mua ít quần áo, son phấn. Còn ở đây thì má sẽ báo quản lý kiếm người thấy cho con nha. Con cảm ơn má. Con quyết định sáng suốt đó con. Lẽ ra con phải làm điều này từ lâu lắm rồi. À, nè, con bỏ cái tên cũ đó đi. Xíu. Trời đất ơi, cái tên nghe nhà quê dễ sợ luôn á, không thể nào mà giới thiệu cho khách được hết. Để má đặt cho con cái tên mới nha. Chiêu Dương. À, Chiêu Dương. Nè, con nhớ nha, sau này con sẽ tên là Chiêu Dương. Nghe chưa? Con ngoan của má. Chiêu Dương, cái tên cũng đâu phải là cái quan trọng.